Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với công cụ còn lại trong dãy công cụ bên tay trái của chúng ta. Ở ngay bên dưới các bạn thấy rằng có phần gọi là Path Tool, Path Selection hay Direct Selection Tool. Cái này liên quan tới phần pen. Giả sử tôi vẽ một đường pen thế này. Ví dụ tôi muốn nhân bản đường pen này lên, tức là muốn có một đường pen khác giữa những đường pen này. Tôi sẽ chọn đối tượng này. Ví dụ Path Selection là tôi sẽ chọn và di chuyển đường pen. Tôi nhấn Alt Tab, nó có dấu cộng. Tôi bấm đường pen, tôi kéo ra từ đường pen thứ hai. Đây ý nghĩa công cụ này. Ở phần direction này, tôi có thể chọn được pen này. Và tôi có thể di chuyển đỉnh. Các bạn chọn một đỉnh, các bạn di chuyển một đỉnh. Thì cái này là phần mở rộng của phần pen này, nó hỗ trợ phần pen này trong quá trình chúng ta vẽ. Bây giờ tôi nhấn phím F12 để revert lại. Chúng ta chuyển qua công cụ tiếp theo, có tên là Sharper. Những đối tượng có sẵn. Tôi kéo ra. Ở đây màu sắc chúng ta có thể chỉnh trên này. Các bạn chọn màu, ví dụ tôi chuyển sang màu này. Và có cái nét stroke hay không, tức là cái nét viền của nó hay không. Giả sử tôi chọn nét viền ở đây, là màu đen đi. Thì bên ngoài có viền, bên trong là màu. Kích cỡ cái viền chúng ta dùng ở đây. Đây tôi chọn 1, Enter, thì nó mỏng hơn. Và pixel, chiều rộng, chiều cao, là kích cỡ của ô vuông này. Các bạn có thể chỉnh ở đây, hoặc là nó xuất hiện hộp thoại property, chúng ta có thể chỉnh ở đây. Ở cái đối tượng này chúng ta vẽ ra, các bạn có thể biến đổi bo góc cho nó. Giả sử tôi cho 0.5. Góc thứ nhất. Nếu mà không thấy gì tôi cho 2. Nó sẽ kéo đều. Các bạn muốn kéo từng cái cạnh một thôi. Chúng ta sẽ mở khóa ra. Đó là ý nghĩa của công cụ này. Ngoài ra chúng ta có thể chọn nhiều công cụ khác. Ví dụ như dạng hình rectangular nhưng mà nó bo sẵn cái viền rồi. Tôi cũng có thể đổi màu khác. Hay là ellipse, polygon. Rất nhiều các công cụ hình học có sẵn ở trong Photoshop. Các bạn có thể di chuyển nó. Mình tôi lưu các bạn, cái công cụ hình học cuối cùng này, chúng ta có nhiều đường hơn thế. Các bạn chọn Custom Shape Tool. Thì các bạn bấm vào đây. Trỏ xuống chọn, chúng ta có thể design, dùng đây là một vài yếu tố thiết kế trong quảng cáo. Hay là các bạn thiết kế poster, thì nó có sẵn rồi. Tôi kéo sâu xuống, tôi bấm vào đây một cái này. Thì nó hiển thị width 2. Các bạn có thể nhập kích thước vào đây. Còn tôi không muốn, tôi scan ra ngoài. Tôi nhấn chặt chuột trái, tôi kéo. Giữ shift để cho nó giữ nguyên tỷ lệ. Và cái này tôi chọn màu đỏ. Đó các bạn, cái này chúng ta chọn màu trên này. Tôi chọn màu đỏ. Tôi có thể nhấn phím F12 để revert lại tất cả. Tôi chọn vào công cụ này. Tôi thấy rằng số điện thoại của tôi muốn có hình điện thoại ở đây. Sao cho nó hợp lý. Tôi về công cụ này. Tôi kéo đối tượng này. Tôi nhấn V trên bàn phím. Tôi cắt đối tượng này, kéo qua bên này. Tôi shift để thẳng hơn. Bây giờ tôi về công cụ này. Tôi nhấn Ctrl D trên bàn phím để bỏ chọn. Tiếp theo tôi chọn đối tượng sắp có sẵn hình điện thoại, tôi kéo ra. Tôi không biết rằng nó có hay không, nhưng tôi sẽ vào đây tôi load. Tôi chọn load all. Tôi OK. Shop load tất cả các đối tượng sắp có sẵn. Tôi kéo xuống các bạn này, cũng tương đối nhiều. Đủ để chúng ta dùng để thiết kế. Bây giờ tôi chọn hình điện thoại này. Tôi có thể chọn cái này. Tôi kéo ra ngoài này. Bây giờ tôi nhấn phím V trên bàn phím. Tôi kéo đối tượng này. Ctrl T. Tôi kéo nó qua đây. Enter. Enter tiếp. Với đối tượng này tôi có thể đổi màu khác. Tôi cho màu đen. Và tôi có thể cho stroke cũng màu đen luôn. Sau đó chúng ta có thể Enter. Để thấy rằng cái điện thoại chúng ta đã có hình rồi. Tôi nhấn phím V trên bàn phím, nhấn Ctrl T. Thu nhỏ lại. Enter. Số điện thoại hơi cao, tôi nhấn phím M trên bàn phím. Tôi kéo xuống. Nhấn phím V, chúng ta kéo xuống. Tôi đứng nhầm layer, tôi đứng nhầm layer này kìa. Ok. Thì đây là những yếu tố khá đơn giản trong Photoshop, giúp chúng ta một phần nào thiết kế nhanh hơn, gọn hơn. Vậy là mới vài bài đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau khám phá hết thành công cụ bên này rồi. Ở đây chúng ta có phần hand, đẩy và phần zoom, tôi đã có lần giới thiệu. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn cái ô này chúng ta điều chỉnh thế nào. Nếu các bạn nhấn phím D trên bàn phím, thì nó sẽ về ô mặc định ban đầu, trên đen dưới trắng. Các bạn đảo hai ô này bằng phím X trên bàn phím.
Nếu như tôi muốn fill màu ô trên vào vị trí này, các bạn tạo một layer mới, các bạn nhấn Alt Delete Delete, chúng ta sẽ fill màu ô bên trên này và ô này. Tôi nhấn Ctrl Delete thì đây sẽ là màu trắng fill vào đó, là ý nghĩa của hai ô này. Còn chúng ta có các phần mặt nạ layer mask thì đến bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng layer mask như thế nào. Còn bây giờ tôi nhấn F12 revert lại tất cả và kết thúc bài học tại đây.